3.000 suất khám với các giáo sư đầu ngành, cơ hội đặc biệt nhất trong năm chỉ dành cho khách hàng nhanh tay đăng ký. Diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân. Thấu hiểu những lo lắng chăn trở ấy, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông dành tặng 3.000 suất khám miễn phí cùng giáo sư đầu ngành, giúp phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến, kịp thời đưa ra hướng điều trị phù hợp. Chương trình diễn ra duy nhất trong tháng 10 năm 2020. Miễn phí khám ung bướu với chuyên gia 40 năm kinh nghiệm, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lê Chính Đại, Phó giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu Bệnh viện Bạch Mai. Miễn phí khám bệnh cơ xương khớp với chuyên gia 35 năm kinh nghiệm, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Mai Hồng, nguyên trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Bạch Mai, Phó chủ tịch Hội loãng xương Hà Nội. Miễn phí khám với chuyên gia nội thần kinh, thầy thuốc nhân dân, giáo sư tiến sĩ Lê Văn Thính, nguyên trưởng khoa thần kinh Bệnh viện Bạch Mai, chủ tịch Hội thần kinh học Hà Nội, thành viên Hàn Lâm thần kinh học Hoa Kỳ. Đội ngũ giáo sư đầu ngành sẵn sàng giúp bạn tìm lời giải đáp chính xác cho các vấn đề về sức khỏe, hỗ trợ quá trình chẩn đoán bệnh. Phương Đông đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến nhất hiện nay, được nhập khẩu đồng bộ từ Mỹ, Hà Lan, Nhật Bản. Máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla 16 kênh thế hệ mới nhất, giúp giảm 40% thời gian chuẩn bị và thăm khám bệnh nhân, phát hiện chính xác bệnh lý ở mọi vị trí trên cơ thể. Máy chụp CT scanner 128 dãy của Philips với thiết kế dựa trên kỹ thuật tái tạo ảnh hiện đại, nhanh chóng phát hiện mầm mống ung thư. Hệ thống X-quang kỹ thuật số nâng cao hiệu suất chụp cho chất lượng hình ảnh sắc nét vượt trội. Máy chụp nhũ ảnh kỹ thuật số mammography, máy chụp X-quang đặc biệt dành cho vú, phát hiện sớm ung thư vú. Dàn máy nội soi tiêu hóa CV190 Olympus với công nghệ đột phá, nhuộm ảnh bằng giải tần ánh sáng hẹp NBI, tiêu chuẩn vàng giúp phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa. Hệ thống máy xét nghiệm tự động AU480 mang lại kết quả đo cực kỳ chính xác. Quy trình thăm khám chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả, đảm bảo bắt đúng bệnh, trị đúng đích, xua tan mọi nỗi lo bệnh tật. Đăng ký ngay để không bỏ lỡ cơ hội khám bệnh miễn phí cùng giáo sư đầu ngành.